Chào các bạn, mình là Uyên Thành. Chào mừng các bạn quay trở lại với những hướng dẫn kỹ xảo của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cái cách làm cái shot này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về ý tưởng shot này. Ý tưởng shot này là mình đã xem cái bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì, người đạo diễn ứng dụng kỹ xảo rất là thành công. Thì mình thấy cái shot mà Châu Tinh Trì đá bóng rất là hay và mình muốn tự làm thử như thế nào. Thì để làm được shot này thì yêu cầu thứ nhất là các bạn chỉ cần có cái điện thoại thôi, và các bạn nhờ một người nữa quay, hoặc là các bạn có thể quay bạn diễn của mình đá bóng. Thì đây là cái thành quả làm rồi, nhưng mà mình sẽ để cho các bạn xem cái phần quay như thế nào. Đây là cái shot mà mình quay không. Quay không là nó nói như thế này, nghĩa là mình nhìn mình đá như thế thì mình nhìn vô thì nó rất là yếu, tại vì mình chưa có tiếng động, mình chưa có quả bóng thì mình rất là yếu. Thì sau khi mà chúng ta làm xong thành quả thì nó ra được cái shot bên này, thì bóng nhìn chúng ta nó có lực hơn rất là nhiều. Và đó, thì trước hết là mình chia sẻ cách quay như vậy. Thì các bạn chỉ cần một cái điện thoại thôi, hoặc là máy quay máy ảnh gì đó, các bạn đặt quay và quay cái động tác mình diễn không bóng. Và yêu cầu của người diễn thì mình tập trung và mình có thể feel theo kỹ năng của mình. Tại vì các bạn đừng có quan trọng là cái bóng nó có đến được chân mình hay không, tại vì những cái thao tác bóng đó là mình sẽ là người làm trên máy tính. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn làm cái shot này nha. Thứ nhất mình sẽ đi về cái project của mình làm trước. Mình sẽ phân tích cái project của mình làm. Sau đó mình sẽ nói với các bạn là hai cái phương pháp mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là một phương pháp cái quả bóng 2D và một phương pháp 3D như thế nào. Đây là cái project của mình làm. Thì cái project mình làm, mình sẽ đi vào bên trong cái project của mình làm. Đây là cái project mình làm. Thì mình chọn cái quả bóng ở trong cái thư viện Element 3D. Và cái thư viện này thì bây giờ cài ở đâu thì thực sự là các bạn có thể tìm trên mạng. Tại vì hồi xưa thì mình có sưu tầm được trên mạng rất là nhiều, lâu quá rồi. Bây giờ mình cũng không còn phải cài nữa, mình chỉ tích hợp sẵn một cái ổ thôi là 40GB. Tất cả các thư viện này thì đầy đủ của nhà sản xuất rồi, và có dư hơn nữa. Thì mình chỉ share tặng cho các bạn học viên của mình, học viên mà mua khoa học kỹ xảo á, thì các bạn sẽ được đặc quyền đó. Các bạn sẽ được có những cái tài liệu thư viện phục vụ cho quá trình học và làm việc, cũng như là trao đổi với mình. Bỏ qua cái thông tin đó đi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ là mình sẽ tạm thời tắt cái này đi. Như vậy thì cái thư viện này nằm ở đâu? Nó nằm ở sport nè. Sport là thể thao thì ở trong này có rất nhiều loại bóng. Các bạn xem nè, này là bóng bầu, bóng chày nè, cái này là gậy chẳng hạn, này là bóng rổ nè. Đó, thì tất cả những loại bóng này chúng ta đều có thể làm được nha. Bây giờ mình sẽ test cái quả bóng rổ thôi. Ra bên ngoài thì cái bóng rổ mình nó sẽ hiện ra. Đó, bóng rổ nó hiện ra và nó tương tác cũng giống vậy. Nói chung là đó, các bạn thấy không, nó vẫn tương tác giống vậy. Rồi, nó vẫn tương tác y chang như hết. Đó, thì trước hết là cái thư viện nằm Element 3D. Rồi, cái quả trái gôn nè, cái quả bóng mình chọn là bóng này. Đó, rồi, đó là quả bóng mình chọn nha. Thì bây giờ mình sẽ làm trên các bạn trên cái phương án là 2D trước. Sẽ làm 2D trước cho các bạn thấy. 2D thì mình cũng đã lên mạng và mình tìm cái bóng là 2D đây. Đây là bóng 2D của mình. Đây, thì bây giờ mình sẽ làm cái bóng này để cho các bạn cơ bản nhất, cho các bạn dễ hình dung. Sau đó mình sẽ qua 3D mình làm, qua cái Element 3D mình làm. Mình sẽ test trong vòng 2 giây để các bạn dễ hình dung nha. Tại vì thật ra làm 10 giây thì nó rất là lâu và mình sẽ không có học được nhiều kiến thức. Quan trọng cái bài này đó là phương pháp và kiến thức thôi, chứ còn ngồi làm set key thì các bạn sẽ tự rèn luyện được. Mình sẽ chỉ 2 giây thì các bạn sẽ cứ áp dụng như vậy mà làm. Đầu tiên mình sẽ cho cái quả bóng nhỏ xuống để phù hợp với kích thước chân. Các bạn scale nó nè, các bạn nhấn phím S thì nó sẽ ra được cái thông số này, các bạn scale xuống. Mình sẽ rê đến cái vị trí mà chân mình để mình ước lượng mình ướm vào. Thì mình sẽ, các bạn đè Ctrl và kéo chuột thì nó sẽ chuyển động chậm, mà các bạn đè Shift thì nó chuyển động nhanh nha. Ctrl Z lại, mình sẽ đè Ctrl và chuyển động chậm nè. Đó, thì mình sẽ đưa cái quả bóng lên đây. Đó, theo mình thì như vậy thì cũng đã được rồi. Bây giờ bắt đầu mình set chuyển động. Đầu tiên, cách làm của mình như thế này, có nghĩa là cái phương pháp của mỗi người mỗi khác, và các bạn có thể làm tốt hơn mình, cũng như là các bạn có những cái phương án khác, nhưng mà đây là cái chia sẻ cá nhân của mình rồi.
Về cái mảng animation thì mình nghĩ là có nhiều phương pháp và có nhiều cao thủ lắm, nên mình chỉ chia sẻ một trong các cách của mình thôi. Đây, cái chân đá lên ngay vị trí này, mình sẽ cho cái quả bóng ngay đây trước. Như vậy thì mình sẽ set key cho cái quả bóng position. Các bạn nhấn phím B, kích vào cái đồng hồ bấm giờ một cái, lưu ý và kích nó mới nhớ key được. Hoặc các bạn có thể nhấn là Ctrl Shift B thì tự động là nó sẽ Ctrl Shift B nó sẽ tự động lưu cái key tại vị trí này. Rồi, và đến đây thì cái bóng dâng lên tường. Có thể mình sẽ ước lượng cái vị trí này trước. Rồi, và cái nhịp qua trên đây. Và tại vị trí này thì quả bóng sẽ được trúng cái chân, trúng cái chân của mình một cái nữa. Mình về lại đây cái. Rồi, và vị trí này thì cái bóng lại dâng lên tường tiếp. Đó. Rồi, tương tự vị trí này thì bóng lại về đây. Thì mình sẽ làm các thao tác như thế nào. Rồi, tại vị trí này nha, mình sẽ play thử coi nó đúng chưa. Đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái đầu frame nữa. Đầu frame ngay vị trí này là mình để vị trí đặc trưng của mình đúng không. Về đầu thì cái banh nó phải rơi xuống, thì mình sẽ cho nó một cái chặng đường trên đây. Rồi, đó các bạn thấy không. Rồi, đó là cái bước đầu tiên của mình set cái chuyển động. Và mình sẽ thấy được ở những cái vấn đề chưa đúng. Là thứ nhất là như thế nào. Thứ nhất là đây, với cái shot của mình thì cái quả bóng này nó chuyển động rất là, nó hầu như nó tự nhiên hơn. Và các bạn lưu ý nè, trong quá trình làm thì nó sẽ có những cái đường cong như thế này. Thì bây giờ mình cách mình chỉnh cái đường cong của chuyển động quả bóng như thế nào. Đây, đã vô đây. Thì bây giờ tại cái điểm này đầu tiên nè, khi các bạn muốn cái đường này đầu tiên nè, mình muốn cái quả bóng này nó sẽ cong một cái rồi nó mới về đây. Đúng chưa? Tại vị trí này nè. Rồi các bạn thấy không? Kích vào vị trí này chúng ta sẽ thấy được một cái đuôi như thế này. Các bạn sẽ cho cong lên như thế này để cho quả bóng nó về đây. Đó. Đó, để cho quả bóng nó về đây. Đấy. Rồi. Mình sẽ điều chỉnh chút xíu để cho nó đúng cái đó. Đó, tại vị trí này nè. Mình sẽ Ctrl Z lại các bạn. Mình sẽ đây, trường hợp này nó có hai cái râu này nè. Mình không muốn sử dụng hai cái râu này, các bạn đè phím Ctrl Alt và kích vào ngay cho cái điểm này nha, thì tự động nó ngắt hai cái râu này đi. Rồi mình sẽ điều chỉnh cái này thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ play đoạn này thôi. Đó, thì như vậy là quả bóng nó một nhịp nó cong lại rồi. Tiếp tục. Nhịp tiếp theo nè. Đây, khi nó lên trên này, tại vị trí tiếp giáp này nè, mình cũng muốn tạo một cái đường cong nữa. Thì các bạn thấy không? Khi mình kích vào thì nó sẽ có hai cái râu nhỏ này, lưu ý nha. Tất cả những cái chấm này thì nó đều rất là khó thấy. Thì mình sẽ có hai cái râu nhỏ này, các bạn thấy không? Đó, rồi bây giờ nhiệm vụ của mình nè. Các bạn đè an và kích vào một cái râu ở trên thì chúng ta có thể xử lý được cái đường cong của quả bóng này. Nhớ nha, đè an nha. Đè an và kích vào cái râu này. Ctrl Z. Đây. Đó, thì mình sẽ có được một cái đường cong đầu tiên. Cái đường cong mà khi mà nó rơi xuống cái đó, các bạn có thể tùy chỉnh được cái đường cong này. Lên đó, cong này. Cong này thì mình phải canh nhịp tiếp theo để mà mình làm nữa. Rồi. Sẽ tùy chỉnh chút xíu nha, quá trình này thì cong ít thôi, tại vì nó chuẩn bị nó mới kích lên à. Cái đi xuống nè. Đi xuống thì cái đường cong mình làm cho nó nhiều hơn. Rồi, mình sẽ vẽ cái đường cong này. Kích vào đây cái râu này nè, các bạn thấy nắm cái râu này nè, đưa lên đây. Đó, đưa cái râu lên đây. Mình sẽ coi thử cái chuyển động như thế nào. Đó, rồi. Thì mình sẽ canh cái nhịp ngay đây trước. Mình sẽ nhấn N ngay đây để tạo ra một cái vùng, khoanh vùng ở đây thôi. Đó, bây giờ cái quả bóng của mình á, là nó cũng đã đỡ hơn hồi nãy rồi. Có nghĩa là nó sẽ không có quá khựng. Nhưng mà các bạn quan sát nè, các bạn thấy được cái chưa đúng ở chỗ này là gì. Cái chưa đúng ở chỗ đây là gì, là cái quãng đường đi của cái banh này nó quá là xa, làm cho là được cái độ rơi của nó không tự nhiên nè. Bầm, cái nhịp đầu tiên thì ok nha, rơi xuống bầm lên, rớt xuống rất là chậm. Thì để khắc phục điều này thì bằng cách nào, bằng cách là, có nghĩa là nó khó ở chỗ là vậy nè, tại vị trí này bắt buộc chúng ta phải để cho cái banh nó chạm cái chân để nó đi tiếp một chuyển động nữa nè. Tại vị trí này nè, đây, tại vị trí này chúng ta phải để cho cái bóng nó chạm chân. Như vậy thì chúng ta không thể nào mà co cái key lại vì đây
đưa cái việc ghi lại chỗ này được, để cho chuyển động nó nhanh nó đúng, nhưng mà nó lại sai với cái nhịp chân rồi, đúng không? Như vậy thì bắt buộc tại vị trí này mình cho nó đụng ghi rồi, nó đụng cái chân rồi, cái bóng á, thì mình không thể nào là mình thay đổi cái vị trí của khoảng cách hai ghi được. Thì mình sẽ chơi một cái ăn gian, đó là gì? Đó là mình sẽ ăn gian cái quãng đường đi qua bóng này, đá lên tường, thì trong cái phạm vi này này, cái chỗ này này nó gần quá, mình sẽ cho nó lên cao đây nè, để cho cái độ rơi của nó mình ăn gian cái thời gian đó. Thì mình sẽ cho cái vị trí này lên cao, các bạn để chọn vào cái điểm ghi này nha, sau đó các bạn nhấn shift và dán mũi tên đi lên nè, các bạn cho cái quả bóng mình lên cao để cho cái quãng đường á, cái quãng đường đi nó sẽ là chậm lại chút xíu nè, các bạn thấy nè, lên nè, đá lên một cái và rớt xuống đó, thì nó sẽ ăn gian được cái mặt đó nè, đá lên đây thì cái mặt này các mình có thể ăn gian được nè, cái mặt giữa này nè, từ đây lên đây thì mình sẽ cho nó chậm chút xíu, có thể mình sẽ chỉnh được cái đường cong này nè, đúng không? Mình sẽ chỉnh được cái đường cong đó, lên đây xuống đó, thì nó sẽ mình khi ở trên cao rơi xuống á, thì cái quãng đường đi nó xa hơn, như vậy thì cái quả bóng nó có thể chậm được. Tiếp tục như vậy thì cái mình sẽ làm tiếp tục cho cái kỳ tiếp theo ở bên này. Đây, kỳ này đó, mình phải chọn cái đuôi cái kỳ này nè, cái bóng lên đây đó, rồi và cái kỳ quay về thì mình phải chọn là cái ngay vị trí này nè, kích vào đây ngay vị trí này, nó có hai cái đuôi nhỏ này bạn nè đó, thì mình sẽ để an kích vô nha, kích vào đây để an đó, để an đây có một cái râu này rồi, và tiếp tục nó điều khiển cái râu này. Khi mà để an xong rồi chúng ta thả ra, chúng ta điều chỉnh cái đường cong của quả bóng đó, thì tùy các bạn feel thôi, cái này nó không có theo một cái quy luật gì cả, các bạn có thể tự feel được đó. Tiếp tục như vậy thì mình sẽ cứ thế mà các bạn làm trong vòng 10 giây chuyển động thôi. Rồi, tại vị trí này mình sẽ ăn gian lên một cái đoạn nữa là cái quả bóng đụng đây và nó sẽ văng qua đây. Rồi, các bạn thấy nha, các bạn play coi nè, pom đó. Thì chúng ta trong vài cái thao tác thì chúng ta có thể set được quả bóng không, đúng không? Đó là nguyên lý, đó là nguyên lý 2D. Bây giờ các bạn sẽ áp dụng cái phương pháp này để làm hết 10 giây này. Tiếp theo cái yếu tố quan trọng tiếp theo mà các bạn cần phải nắm là gì nè. Đây là 2D rất là dễ, các bạn chỉ cần tìm cái quả bóng thực chút xíu thôi, cái quả bóng được phối cảnh thôi là các bạn có thể làm được. Thì yếu tố tiếp theo để mình làm cho quả bóng thực hơn á, thì chúng ta sẽ set cho nó có motion blur. Đây, motion blur là sao? Kích vào biểu tượng này, kích vào biểu tượng này đó, thì trong quá trình chuyển động á, cái quả bóng mình nó bị nhòe đi và nó sẽ thực, nó sẽ cái độ thực nó cao hơn. Hiện tại cảm giác của mình thì đó, quả bóng nó đang bự quá, thì mình sẽ cho nhỏ lại chút xíu, các bạn đè control và cho nhỏ lại chút xíu đó, đúng chưa? Rồi, tiếp theo bây giờ để tăng cái độ thực hơn nữa thì mình sẽ cho nó cái quả bóng nó tự xoay quanh trục này, các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ set một cái lệnh là các bạn đè an kích vào cái đồng hồ bóng giờ và chúng ta viết cái lệnh time shift 8 nhân cho 150 là cái con số này càng cao thì tốc độ quay nó càng nhanh đó. Các bạn muốn cho nó 350 bao nhiêu cũng được, mình quan sát bằng mắt thôi. Rồi, và các bạn theo dõi nha đó, thì hoặc các bạn có thể cho nhiều hơn nữa, 750 chẳng hạn đó, tùy các bạn thôi. Thì nó sẽ tương đối là thật. Rồi, đây là trường hợp của mình làm là trường hợp 2D. Đó, các bạn thấy không? Các bạn hiểu được cái nguyên lý rồi thì 2D thì nó sẽ điều khiển một cái layer như vậy. Bây giờ mình sẽ làm 3D bằng element 3D như thế nào? Đây. Tiếp theo mình sẽ làm, để làm element 3D thì các bạn tạo một cái solid, các bạn nhấn control đi dài và đặt tên là cái quả bóng chẳng hạn. Sau đó mình đưa cái effect là element 3D vào. Đưa effect element 3D vào, mình vào bên trong. Bên trong thì mình sẽ lựa chọn cái phần là spot để mình lựa chọn quả bóng. Cái bóng của mình chọn là bóng này. Bây giờ mình sẽ lựa chọn cái bóng là bóng chuyền chẳng hạn. Đây, đây là quả bóng chuyền, mình muốn lựa chọn bóng chuyền này và nhấn OK. Thì bên ngoài là cái quả bóng của mình là bóng này. Bây giờ mình sẽ tạo một cái camera để cho nó sẽ đúng với cái phối cảnh hơn.
Nghĩa là cái quả bóng này nó sẽ ăn theo cái camera. Các bạn nhấn Ctrl Alt Shift C để tạo một camera bất kỳ. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ vô một cái view như vậy. Rồi. Sau đó bây giờ mình sẽ set cho cái bóng này chuyển động. Thì chúng ta cũng không thể nào làm như thế này được. Đây, lưu ý nha, các bạn không thể nào cầm như thế này. Nếu các bạn cầm như thế này, đó là quả bóng 2D rồi. Mà nên nhớ, bởi vì nó là 3D nên trong không gian mình được xoay được. Các bạn thấy không? Mình có thể xoay được nè. Đó, do vậy nên nếu như các bạn sử dụng cái thông số layer cho cái lớp bóng này là hỏng hết, là nó là tấm hình rồi. Thì cái 3D nó khác với 2D chỗ nào? Đây, mình sẽ set như thế này. Cái bóng này nó sẽ nằm trong group 1. Group 1 thì cái thông số group 1 này điều chỉnh tổng thể là particle replicator, nhưng mình không sử dụng cái đó, mình sử dụng particle look để điều chỉnh chi tiết cho một vật thể. Mình sẽ điều chỉnh thông số rotation nè. Rotation đâu? Đây. Mình sẽ điều chỉnh. Các bạn thấy không? Đây đây là 3D này. 3D nó khác với 2D chỗ này. Có nghĩa là trong cái trục xoay của mình điều chỉnh được cái quả bóng nó xoay được như vậy. Đó. Chứ còn khi mà chúng ta sử dụng cái bóng 2D này, chúng ta không thể nào làm được điều đó. Chúng ta chỉ có thể xoay như thế này thôi. Chúng ta có thể xoay tại trục của nó thôi. Rồi, chúng ta có thể xoay như thế này thôi, chứ không thể nào mà xoay theo cái trục ngược lại được. Đó. Tiếp theo. Rồi, bây giờ mình sẽ cho kích thước nhỏ xuống. Thì nhiều bạn sẽ dễ lầm là mình sẽ dịch chuyển như thế này là sai mất, nó uống mất cái phần 3D của mình đi. Do vậy nên mình sẽ bây giờ một phương án tối ưu là làm cách nào để điều khiển cái bóng này nó dễ giống như là cái quả bóng 2D này, dễ như vậy. Thì quả bóng 2D này mình chỉ điều khiển thông qua cái motion thôi, quá dễ. Thì trong element 3D nó cho phép chúng ta convert toàn bộ dữ liệu qua cái dạng null. Thì các bạn kích vào group 1, grid group null, các bạn chọn là tạo một cái null. Thì cái null này, mình sẽ reset camera nha. Rồi, cái null này nó được quyền điều khiển giống như một cái layer. Nè, thấy không? Giống như một cái layer của cái phần bóng 2D. Thì điều này cho phép chúng ta dễ dàng set key một cách thuận lợi nhất. Thì trước hết, kích thước của bóng này thì các bạn có thể cho scale trên đây luôn ngay lập tức, nó khá là thuận lợi nha. Rồi, bây giờ các bạn có thể set key cho đây, Ctrl Z. Mình sẽ khóa cái này lại, tại vì nhiều khi mình hiểu lầm á, mình có thể dịch chuyển cái bóng này đi luôn là nó hư luôn. Mình khóa cái này lại nè. Khóa camera lại và mình chỉ điều khiển cái null thôi. Điều khiển cái null thôi nha các bạn. Cái null thì các bạn có thể chọn shift nè, lên xuống nè. Các kiểu. Bây giờ mình sẽ reset cái thông số rotation đi. Để cho mình có thể làm việc bằng position trước, rồi tí nữa rotation mình sẽ sao. Này các bạn thấy không? Bây giờ cái null này á, nó đang bị khó điều khiển ở chỗ nào? Khó điều khiển ở chỗ là cái phần thanh cầm này nè, nó khá nhỏ. Bây giờ mình muốn thanh cầm nó bự, mà cái quả bóng mình á, bây giờ ví dụ mình tăng scale này, thì cái thanh cầm này nó bự, nó to lên á, thì cái quả bóng mình nó lại quá to. Thì như vậy thì mình sẽ điều khiển bằng cách nào? Có nghĩa là mình sẽ Ctrl Z lại. Trước khi tạo null thì mình sẽ scale cho nó, mình sẽ scale cho nó nhỏ trước bằng cách là sử dụng thông số particle size 10 nè. Mình sẽ cho nó nhỏ trước, đúng chưa? Rồi sau đó mình mới tạo null. Thì mình reset camera. Thì cái phần điều khiển này nó bự nè, mình dễ cầm hơn. Rồi ok, như vị trí này thì cái bóng này hơi nhỏ, thì mình có thể lúc này mình có thể tăng scale này lên được, đúng chưa? Rồi, tăng scale này lên được rồi. Ok, mình thấy nó tạm ổn rồi á. Thì mình sẽ tiến hành set animation. Thì lúc này mình set giống y chang như cái 2D. Giống như cái 2D này. Đây, bây giờ mình sẽ tại vị trí này, mình sẽ đi nè. Đầu tiên mình sẽ cái điểm đầu mình bỏ. Tại vị trí này mình sẽ cho cái bóng này nó ở vị trí chân nè. Mình sẽ set position cho cái null này. Và mình sẽ nhấn Ctrl Shift P để lưu cái position của cái bóng. Và đến đây thì mình sẽ cho bóng nó dâng lên tường. Lưu ý hồi nãy là mình muốn lên cao để cho cái đường đi. Đó, em thấy các bạn thấy không? Cái này nó cũng cho mình điều khiển cái râu này nha. Đó. Nó cho mình điều khiển cái râu này. Rồi. Rơi xuống chậm ngay đây. Ngay đây là bắt đầu mình canh cái nhịp nha, mình làm nhiều thì nó sẽ quen rồi, đưa về đây. Cái nhịp này lên. Thì mình sẽ để anh để mà chọn cái râu này. Đó. Và đến vị trí này thì cái bóng mình đã dâng đi. Rồi, mình sẽ kéo về điểm đầu và mình cho cái bóng mình nó sẽ từ trên cao nó đưa về như thế này. Và cái râu này mình không muốn thì các bạn để Ctrl Alt. Ctrl Alt và kích vào đây. Mình sẽ bẻ cái râu này đi. Rồi,
tại cái vị trí điểm này các bạn muốn cho nó có cái râu để các bạn để cong thì các bạn để Ctrl Alt kích vào đây thì nó sẽ có hình thành cái điểm râu này. Rồi bây giờ mình xem nha, bầm bầm đó, các bạn thấy không, y chang như là 2D hồi nãy mình làm, đúng chưa? Rồi thì tương tự như vậy thì trong quá trình này thì bây giờ á thì cái phần chuyển động thì cứ vậy các bạn làm thôi. Rồi bây giờ là cái phần rotation, bây giờ mình set key cho nó rotation nè, tại vị trí này mình muốn cho nó quay quanh trục như thế này, mình set cho cái key này, các bạn đặt tham, các bạn tắt cấp lock đây nha, tắt tiếng Việt đi, 750 chẳng hạn, và copy những thông số này mình bắt đều cho cái phần ba trục, tại vì 3D nó được quyền ba trục, mình phải xài triệt đế thì nó rồi, thì quá trình quả bóng nó sẽ quay liên hồi này, các bạn thấy không? Đó, cái quả bóng của mình nó sẽ tự nhiên hơn, nó sẽ quay liên hồi như vậy, nó sẽ quay liên hồi. Rồi trong quá trình này mình sẽ tiếp tục bật cái motion blur lên và kích motion blur cho cái quả bóng này thì nó sẽ rất là tự nhiên, đúng chưa? Đó, nếu các bạn muốn tăng thông số motion blur các bạn nhấn Ctrl K, chọn Advanced, tăng thông số này lên thì motion blur nó nhiều hơn. Rồi cái đoạn này là nó bị noise á, nó không đẹp, thì các bạn phải vào bên trong phần rendering nè, các bạn set cái motion blur này, các bạn đẩy cái này lên đó để cho nó mượt hơn. Và như vậy là chúng ta hiểu được cái kỹ thuật làm cái bóng theo phong cách trong tinh trì. Rồi sau khi làm đến công đoạn này rồi thì mình sẽ quan sát lại, các bạn phải làm 10 giây nha, thì các bạn thì các bạn phải làm 10 giây, mình sẽ làm view cho các bạn dễ hiểu thôi. Đây, đó, sau khi mình làm xong rồi á thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái công đoạn tiếp theo là gì, mình sẽ quan sát cái phần final của mình thì các bạn thấy không, có nghĩa là nó có cái bóng tường ngay đây, thì bóng tường thì mình sẽ làm giá bằng solid thôi nè, đây tại vị trí bóng này vô đây đúng không, mình sẽ vẽ một cái solid, Ctrl Y dài sẽ vẽ một cái solid ở dưới cái bóng này, sẽ vẽ cái này, đây là cái bóng của mình cần làm nè, ví dụ mình muốn cái bóng như hình dáng như thế nào thì mình vẽ thôi, bật này lên nó nằm dưới cái quả bóng nha, mình sẽ feeder cái này lên, nhấn F để feeder và giảm opacity của nó xuống, ví dụ vậy đi, vậy cũng tạm rồi. Khi nó đụng vào tường nè đấy thì mình sẽ dịch chuyển cái vị trí nó cho chuẩn cái bóng, đây nó đụng vào tường rồi và mình sẽ set cái opacity cho nó T về đây, thì cái này đến đây thì nó mắc bằng 0 để cho nó mắc. Tương tự như vậy thì trước khi cái ba bóng vào á thì cái này phải opacity nó bằng 0. Rồi thì như vậy thì chúng ta sẽ, đó các bạn thấy không, mình sẽ có được một cái bóng giả nó theo cách này. Hiện tại về cái cường độ về cái bóng này nó quá đậm thì nó giả hơn, các bạn giảm xuống opacity ngay vị trí điểm key này là còn tầm 10 thôi, nó vừa có cái, hoặc là 15, nó vừa có cái hơi ướm vô là được rồi đó. Và tương tự như vậy cho cái vị trí thứ hai đó, cho vị trí thứ hai thì các bạn cắt cái này ra nè, cắt cái này ra đó, rồi các bạn Ctrl D nó nhân lên và mình sẽ chèn cho cái vị trí số 2 của mình đây, ví dụ như cái bóng số 2 của mình nằm vị trí nào á thì mình sẽ dịch chuyển cái vị trí đó lên để mình chèn vô, ví dụ như nó rơi vào vị trí này thì mình chèn vô đây thôi là tự động ok. Rồi các bạn xem lại thành quả cuối cùng đó. Như vậy là bài hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề là làm cho hiệu ứng chuyển động, nó cách set chuyển động cho một quả bóng 2D và 3D như vậy. Các bạn nào có nhu cầu học về khóa kỹ xảo bằng video này thì các bạn có thể đăng ký cho mình theo cái nội dung và cái thông tin ở bên dưới này nha. Đây thì cái mình sẽ nói sơ qua về khóa học chút xíu, là khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn về cái phương pháp gia công và các yếu tố cần thiết của một người cần làm kỹ xảo, thì mình phân tích đầy đủ trong này thông qua 20 buổi học. Thì các bạn xem qua nội dung có phù hợp đối với mình thì các bạn có thể đăng ký và đi với cái bộ này. Thì mình sẽ có cái kho thư viện nên mình 3D nè, cái thư viện action hiệu ứng, khói lửa nè, súng đạn nè, shockwave cho các bạn nữa.
Các plugin yêu cầu các bạn kèm theo file dự án, bài tập thực hành. Thì nếu các bạn nào có nhu cầu thì có thể đăng ký và liên hệ với mình. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video hướng dẫn lần sau nha. Các bạn đừng quên đăng ký, chia sẻ và có thể kích quảng cáo để ủng hộ mình, cho kênh YouTube của mình có thể phát triển hơn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào hẹn gặp lại các bạn.